Sáng 18 tháng 10, báo Sài Gòn Giải Phóng Đầu tư Tài chính phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA tổ chức hội thảo tài chính xanh với chủ đề chia sẻ lợi ích rủi ro giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Nhằm đi tìm tiếng nói chung cho hành trình xanh, nhà báo Nguyễn Nhật, phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng, trưởng ban chỉ đạo tổ chức hội thảo, cho biết đây là cầu nối để các diễn giả, các chuyên gia, đặc biệt là ngân hàng và doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ những cơ hội và rủi ro, thảo luận về các công cụ tài chính để các nhà quản lý và hoạch định chính sách tìm ra tiếng nói chung cho hành trình xanh của nền kinh tế. Bởi kết quả tín dụng xanh vẫn còn hạn chế do các giải pháp của ngành ngân hàng còn gặp một số khó khăn. Tính đến 30 tháng 6 năm 2024, đã có 50 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với dư nợ đạt 650.000 tỷ đồng, tăng 4,71% so với cuối năm 2023. Chiếm 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và nông nghiệp xanh. Tuy nhiên, kết quả tín dụng xanh vẫn còn hạn chế bởi các giải pháp của ngành ngân hàng còn gặp một số khó khăn. Cụ thể, Việt Nam chưa có quy định chung về danh mục phân loại xanh phù hợp với phân loại ngành kinh tế và thông lệ quốc tế. Để các tổ chức tín dụng có cơ sở đánh giá cụ thể với từng dự án trong quá trình thẩm định cho vay, tập trung ưu tiên bố trí nguồn vốn hợp lý tài trợ cho các dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Còn theo tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội đã đặt ra hiện nay là làm sao mở rộng tín dụng xanh với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và qua đây, ông cũng đặt ra loạt kiến nghị. Để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn tín dụng xanh, cần phải làm rõ hơn tiêu chí xác định xanh, thước đo môi trường như thế nào. Đây là cái mà khi tiếp cận các tổ chức tín dụng thường hay bị vướng đối với doanh nghiệp. Cái thứ hai là về nguồn vốn, thì chúng ta biết hiện nay không phải chỉ cửa hàng thương mại, được phải tận dụng các nguồn vốn quốc tế, các tổ chức quốc tế, các quỹ mà ứng dụng cho tín dụng xanh, tiếp cận được cái này mới là nguồn rất lớn và cần phải làm. Cái thứ ba là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo một cái an toàn cho tổ chức tín dụng và cho người đi vay. Cái thứ tư là đào tạo nguồn nhân lực và đề nghị các hàng thương mại xây dựng một đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp về tín dụng xanh để tiếp cận với doanh nghiệp, để tư vấn và giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Và cái cuối cùng là phải đa dạng hóa sản phẩm. Tín dụng xanh không chỉ có vấn đề tài trợ cho điện gió, điện mặt trời, mà tất cả nó đi theo một hệ thống, một hệ sinh thái. Những doanh nghiệp nằm trong hệ đó được hưởng tín dụng như thế nào, thì dần dần chúng ta nâng, làm sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các doanh nghiệp lớn có thể tiếp cận nguồn tín dụng xanh thông qua các chính sách như vậy. Tại hội thảo, các chuyên gia nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra các vấn đề về thách thức của biến đổi khí hậu, nuôi dưỡng thế hệ doanh nghiệp mới, đòi hỏi nền nông nghiệp đón đầu kinh tế xanh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tiếp cận được ESG, chủ động pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Doanh nghiệp cần chú trọng tiêu chuẩn xuất khẩu xanh. Chẳng hạn ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết các thị trường lớn của dệt may Việt Nam như EU, Mỹ, Hàn Quốc hay Trung Quốc cũng bắt đầu đưa ra hàng loạt đòi hỏi về chứng chỉ xanh của ngành dệt may. Chúng ta phải xây dựng cái thương hiệu, một cái nhãn hiệu, chúng ta phải nuôi nó để vào một cái thị trường trên toàn cầu. Cái thứ hai là chúng ta phải có chiến lược rõ ràng về chính sách cơ chế để tạo ra ngành dệt may Việt Nam nói riêng và các ngành công nghiệp nói chung để phát triển ổn định và bền vững, và chúng ta phải khát vọng vào thị trường toàn cầu. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đánh giá hội thảo đã mang đến nhiều thông tin bổ ích. Hiện có nhiều công cụ trung gian để giảm thiểu rủi ro, trong đó có công cụ bảo hiểm. Bởi bảo hiểm tiêu chí hoặc bảo hiểm phi nhân thọ hoàn toàn có thể thiết kế các sản phẩm để giảm thiểu rủi ro cho tín dụng xanh. Đặc biệt, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Còn thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ, chưa cần chính sách nhưng có thể tự thân vận động.